số 3 bắt đầu thi. Số 3 đi sai quy trình. Xe số 3 bạn đã thi trượt. Quả chữ nên mà tớp ra nào mà nào tái á. Mai Thúc Luân sinh năm 2002 lên xe số 3. Mai Thúc Luân lên xe số 3. Xe số 3 bánh xe chạm vạch giới hạn. Số 1 bánh xe chạm vạch giới hạn. Mai sẵn cái năm mới thôi. Xe số 3 chạm vạch giới hạn. Xe số 3, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 184. Xe số 3, xe số 1, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 1, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số... Lò Thị Thiệp sinh năm 2001 lên xe số 2. Số 3, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 2, chúc mừng bạn đã thi đạt. Xe số 3, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 3, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 3, bánh xe chạm vạch giới hạn. Số báo danh 356. Xe số 2. Sinh năm 2002 lên xe số 3. Hoàng Trung Thảo lên xe số 3. Xe số 3, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 348. Xe số 3. Lương Thị Thuận sinh năm 2002 lên xe số 1. Lương Thị Thuận sinh năm 2002 lên xe số 1. Xe số 1, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 371, xe số 1. Xe số 3, bắt đầu thi. Lò Văn Thâm sinh năm 2001 lên xe số 2. Lò Văn Thâm sinh năm 2001 lên xe số 2. Số 2, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 331, xe số 2. Lương Thị Trân sinh năm 1994 lên xe số 2. Lương Thị Trân sinh năm 1994 lên xe số 2. Chân hay là chân? Xe số 2, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 20. Xe số 2. Xe số 1, bắt đầu thi. Những thí sinh sau đây và trong nhà chờ đứng tập trung này. Xe số 1, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 1, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 1, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 1, phạm lỗi, chống chân. Xe số 1, những thí sinh sau đây vào trong nhà chờ để ra để thi thực hành này. Nghe tên. Xe số 3,
chúc mừng bạn. Thôi nó mở ra ngoài đi. Ra ngoài. Thế nó mở cửa ra ngoài đi. Xe số 2 bắt đầu đi. Lò Văn Dương là sinh năm 2002. Lý A Sở sinh năm 1994. Cà Văn Tuân 1996. Cà Văn Thảo 1994. Lò Văn Hùng 1997. Lương Thị Liên 1996. Lò Thị Phương 2002. Lò Văn Việt 2002. Lò Thị Tiến 2001. Hoàng Thị Dung 2001. Lương Thị Dung 1992. Tòng Thị Loan 1992. Xe số 1, bánh xe chạm vật dưới hạ. Xe số 2, bắt đầu đi. Cà Văn Thảo 1994 lên xe số 1. Cà Văn Thảo 1994 lên xe số 1. Số báo danh 3, 4, 9. Xe số 1. Xe số 3 bắt đầu đi. Xe số 2 chúc mừng bạn đã thi đạt. Lò Văn Hùng sinh năm 1997 lên xe số 2. Lò Văn Hùng sinh năm 1997 lên xe số 2. Số báo danh 140. Xe số 2. Xe số 1 bắt đầu đi. Lường Việt Đức sinh năm 2000 lên xe số 3. Lường Việt Đức sinh năm 2000 lên xe số 3. Xe số 3 chúc mừng bạn đã thi đạt. Xe số 1 bánh xe chạm vật giới hạn. Số báo danh 80. Xe số 3. Xe số 2 bắt đầu đi. Xe số Đỗ Thanh Huyền sinh năm 2002 lên xe số 1. Đỗ Thanh Huyền lên xe số 1. 1 chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 153. Xe số 1. Họ chữ nếu mà tớp ra nào là tái. Mai Thúc Luân sinh năm 2002 lên xe số 3. Mai Thúc Luân lên xe số 3. Xe số 3 bánh xe chạm vật giới hạn. Số 1 bánh xe chạm vật giới hạn. Xe số 3 chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 184. Xe số 3. Xe số 1 bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 1 bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 1 bánh xe chạm vạch giới hạn. Lương Thị Liên sinh năm 1996 lên xe số 1. Lương Thị Liên sinh năm 1996 lên xe số 1.
số 1 bắt đầu thi. Lò Thị Phương sinh năm 2002 lưu xe số 2, Phương có đây không? Lò Thị Phương có đây không? Gọi tên một cái đứa này nhá. Xe số 3, chúc mừng bạn đã thi đạt. Lò Văn Việt sinh năm 2002 lưu xe số 3, Lò Văn Việt lưu xe số 3. Số báo danh 4, 2, 3, xe số 3. Xe số 2, bắt đầu thi. Lò Thị Tiến sinh năm 2001, lưu xe số 1. Lò Thị Tiến sinh năm 2001, lưu xe số 1. Số 1, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 380, xe số 1. Xe số 3, bắt đầu thi. Xe số 3, đi sai quy trình. Xe số 3, bạn đã thi trượt. Xe số 2, chúc mừng bạn đã thi đạt. Thế là toang rồi. Còn chưa đi hết vòng số 8 mà. Xe số 1, bắt đầu. Vậy ngon anh. Đoàn Thị Dung sinh năm 2001, lên xe số 2. Đoàn Thị Dung sinh năm 2001, lên xe số 2. Nguyễn Thị Dung 1992 lên xe số 3. Nguyễn Thị Dung sinh năm 1992 lên xe số 3. Xe số 1, bánh xe chạm bánh cưới hạ. 92 đi xe số 2. Xe số 3, bánh xe chạm bánh cưới hạ. Số 2, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 276. Xe số 2, xe số 3, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 3, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 1, bắt đầu thi. Lò Văn Trốn sinh năm 2000, lưu xe số 1, lưu xe số 3. Lò Văn Trốn lưu xe số 3. Trốn. Thế em cũng phải này vẫn cả thủ đô. Đi. Xe số 3, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 3, 4. Xe số 3. Xe số 2, bắt đầu thi. Quang Văn Xuân sinh năm 2002 lên xe số 1. Quang Văn Xuân sinh năm 2002 lên xe số 1. Xe số 2, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 2, bánh xe chạm vạch giới hạn. Xe số 1, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 318, xe số 1. Số báo danh 300, xe số 1. Xe số 3, bắt đầu thi. Cà Văn Trung sinh năm 2002 lên xe số 2. Cà Văn Trung sinh năm 2002 lên xe số 2. 2, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 40, xe số
2. Xe số 1 bắt đầu thi. Lò Văn Tim sinh năm 2000 lên xe số 3. Lò Văn Tim lên xe số 3. Xe số 3, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 383, xe số 3. Số 2 bắt đầu thi. Tim cài mũ bảo hiểm vào. Kìa là mũi, kìa có mũi. Những người sau đây vào trong nhà chờ để đứng chờ thi hình này. Và kiểm 201 Lương Thị Đoàn 1987, Lò Thị Sinh 1990, Lò Văn Điệp 1994, Lò Văn Định 202, Lê Thị Doãn 202, Lò A Phía 201, Quang Thị Quỳnh Nhi, Quang Quỳnh Nhi 202, Quang Văn Hoán 1998. Lò Văn Điệp 1994 lên xe số 1. Lò Văn Điệp 1994 lên xe số 1. Bánh xe chạm bánh giới hạn xe số 2 phạm lỗi chống chân. Xe số 1, chúc mừng bạn đã thi đạt. Số báo danh 60, xe số 1. Không sao. Không bánh. Đây hai đồng chí đi thi ngày hôm nay nữa. Đâu Thảo giấy hẹn đâu? Giấy hẹn trượt à? Hẹn lần sau thi lại à? Ngày 11. Nó nghiêng nghiêng thế nào? Quay lật mặt cho xem này. Đây, ngày 11 đây. Bây giờ về ăn gì? Muốn ăn gì? Ăn rượu. Ăn rượu à? Hôm nay mùng 1 nhỉ. Một ăn gà thôi. Hôm qua ăn ngan rồi. Hôm qua ăn vịt rồi. Hôm nay phải đẩy nó ra chứ không để nó ở đấy ăn ra được. Ăn có giảm nếu lẩu lại là qua mấy con hào mới ăn ngon được quá. Hả? Mày đang tụ tà cái thế đấy. Mày rất là chí đó. Thảo vị thế đấy.